Tân binh trị giá 72 triệu bảng của Manchester United, Rasmus Højlund nhiều khả năng sẽ có trận ra mắt cho Quỷ Đỏ khi đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag làm khách trên sân của Arsenal vào ngày 3 tháng 9. Rasmus Højlund gia nhập Manchester United từ Atalanta vào đầu mùa hè này nhưng anh vẫn chưa thể có trận ra mắt cho đội chủ sân Old Trafford, dù Premier League đã diễn ra được 3 vòng đấu. Tiền đạo sinh năm 2003 được xác định bị chấn thương lưng. Vì vậy huấn luyện viên Erik ten Hag muốn học trò của mình bình phục hoàn toàn trước khi ông quyết định tung anh ra sân thi đấu. Dù vậy, huấn luyện viên đội tuyển Đan Mạch Kasper Hjulmand bất ngờ tiết lộ thời điểm ra sân của Højlund cho Man United. Theo đó, tiền đạo Đan Mạch dự kiến sẽ có trận ra mắt Manchester United khi đoàn quân của ông Erik ten Hag làm khách trên sân Emirates của Arsenal vào ngày 3 tháng 9 tới đây. Chúng tôi có một số thỏa thuận rất rõ ràng với Manchester United. Đó là Højlund cần có vài phút thi đấu ở câu lạc bộ trước khi tập trung ở đội tuyển quốc gia. Cậu ấy đang thiếu thời gian thi đấu, nhưng Højlund rất quan trọng với tuyển Đan Mạch, vì vậy chúng tôi cần thấy cậu ấy ra sân nhiều hơn, huấn luyện viên Kasper Hjulmand nói. Højlund không phải là cầu thủ duy nhất của Man United có tên trong đội tuyển Đan Mạch, khi Christian Eriksen cũng được triệu tập. Tiền vệ Pierre-Emile Højbjerg, trong tầm ngắm của Manchester United, cũng có tên trong danh sách của tuyển Đan Mạch chuẩn bị cho vòng loại Euro 2024. Cậu ấy thực sự là một cầu thủ rất khéo léo, năng nổ và có thiên hướng tấn công. Ngoài đời, Højlund rất dễ mến. Cậu ấy luôn giữ vững lập trường của mình và không lùi bước trước bất cứ điều gì, tiền vệ Eriksen chia sẻ với đàn em của mình ở câu lạc bộ Man United cũng như đội tuyển quốc gia.